Kính bạch Thầy, cho câu hỏi: nếu một người không đủ duyên được khổ niệm lúc lâm chung, như vậy trong 49 ngày thân quyến hay chùa niệm Phật làm những việc lành cầu nguyện hồi hướng thì hương linh có cơ hội vãng thành không? Câu này hồi nãy trả lời rồi. Có thì có mà xác suất rất là ít. Và xin chư vị phải, ở đây có câu là không đủ duyên được khổ niệm lấp lúc lâm chung, sợ rằng là khi chư vị hỏi như vậy tức là chờ cho người thân của mình lúc lâm chung rồi mới mời ban hộ niệm, thì hoàn toàn đã bị sơ suất quá đáng rồi. Lúc lâm chung ban hộ niệm không còn đủ cái lực nào mà để hộ niệm được nữa. Lúc đó hình như là 100% mình đã mất đi 99% rồi, còn 1% làm sao ban hộ niệm giúp đỡ được. Hộ niệm rõ ràng là một pháp tu, mà tu thì phải có công phu, mà công phu thì lúc tỉnh táo mới công phu được. Tức là ngay bây giờ chúng ta nhắc nhở cho nhau là chúng ta đang hộ niệm cho nhau, chứ không phải đợi đến lúc lâm chung rồi kêu ban hộ niệm tới, hoàn toàn không đúng. Đừng đến định nghĩa lâm chung như là một cái lễ đàn cầu siêu, hoàn toàn không phải như vậy. Mà hộ niệm có cái nguyên tắc của họ, hồi nãy chúng ta nói rồi, để đến lúc lâm chung mê man bất tỉnh thì đã quá trễ, có hộ niệm cũng không giải quyết được gì. Cho nên ban hộ niệm thường xuyên không dám nhận cái trạng thái lâm chung rồi mới kêu họ, chịu thua. Lúc đó người ta nói là xin mời tới chùa, tại vì chùa có chư thầy, có nhiều cái năng lực hơn, thì có cái cô nhà có lợi lạc hơn là người hộ niệm. Tại vì hộ niệm đó là hộ niệm nhắc nhở cho người bệnh, làm sao người ta có thể nhắc nhở cho cái người mê man bất tỉnh lâm chung đó thực hiện được. Vạn sự đang còn vương mắc, làm sao một thời gian ngắn mà người ta giúp được. Mong chư vị chú ý là hộ niệm là hộ niệm càng sớm càng tốt. Ngay trong những ngày chúng ta cộng tu với nhau là chúng ta đang học hộ niệm. Chư vị về Việt Nam, về những cái đạo tràng mà ta niệm Phật hộ niệm cho thấy ngày ngày người ta đều nhắc nhớ việc hộ niệm, cho nên nó thâm nhập vào tâm, đến lúc sau cùng rồi mới có thể giúp nhau vãng sanh được. Chứ để tới lúc lâm chung hay chết rồi thì không còn trong cái phạm vi của hộ niệm nữa, mà cái cầu an, cầu siêu, cầu được cái gì đó thì được, chứ còn không còn là cái đúng nghĩa là hộ niệm nữa đâu nha chư vị nha. Cho nên khi chết rồi có được siêu sanh hay không, chết rồi cầu siêu, cầu an, cầu gì đó để mà tăng phước người ta thì được, chứ còn mà để mà nói là người ta được siêu sanh thì có thể được, chứ không ai nói không được. Nhưng mà khó lắm, khó lắm. Chúng ta không thấy, thấy những cái mà rất ít đó mà chúng ta đại diện cho cả cái một cái pháp là tới cầu an, cầu siêu là người ta được hướng lợi đâu. Cái đó là sự thật. Vì trong thân trung ấm có ba thất đầu, thần thức hương linh rất bén nhạy, thì sự khai thị của người thân tăng ni đến hương linh đó có tiếp nhận được niệm Phật hay không? Cái bén nhạy nghe câu A-di-đà Phật thì cũng bén nhạy chạy theo những con đường sai lầm do cái tập khí của họ. Nó bén nhạy thì nó bén nhạy đủ cách, chứ phải đén bén nhạy cái câu A-di-đà Phật không đâu. Đúng không chưa vậy? Nếu một người mà một đời không tin câu A-di-đà Phật thì sự bén nhạy về câu A-di-đà Phật nhất định nó sẽ thấp hơn cái bén nhạy về tiền tài, danh vọng, địa vị, tiền bạc gì đó. Đúng không chưa vậy? Tất cả đều như vậy. Cho nên một người mà thích làm thơ thì họ ngập một cái bài thơ là họ bén nhạy liền, họ đọc vài câu là họ thuộc liền. Còn những người mà bén nhạy về computer thì họ gặp những cái gì trong computer họ bén nhạy liền, họ có thể làm được. Hai cái bén nhạy nó khác nhau, có phải không như vậy? Cho nên chúng ta phải hiểu cho rõ là cái bén nhạy ở chỗ cái phần nào. Nếu một người đã từng niệm Phật, đã từng nguyện vãng sanh, nhưng mà sơ ý để đến chỗ mà khi ra đi rồi bị kẹt cái gì đó, lỡ cái gì đó người ta kẹt, thì trong cái thời gian đang hộ niệm đó mình thấy mình tâm thân còn bị trở ngại, tức là biết người này bị trở ngại, thì mình hiểu rằng là người này có thể bén nhạy với cái pháp niệm Phật vãng sanh, tại vì người ta huân tu phép hộ niệm nhiều rồi. Cho nên người hộ niệm tới
lên tiếng cảnh cáo, bác chính ơi, hương lên ơi, một đời mình niệm Phật vãng tranh Tây Phương Cực Lạc, bây giờ có chi vì 25.000, 26.000 mà mình bỏ con đường giải thoát, đi theo con đường đó là cái tiền bạc đó đâu có giải cứu mình. Chỗ này mau mau định tâm lại niệm câu A-di-đà Phật, vì người ta huân tông câu A-di-đà Phật cho nên rất bén nhạy với cái câu A-di-đà Phật cầu ở trong. Mình nói một câu như vậy, họ giật mình liền, tỉnh ngộ liền. Người ta niệm Phật, người ta vẫn đang tự nhiên thân tướng chuyển liền. Còn những người mà hàng ngày thường huân tu những cái khác đó, huân tập những cái đó, thì họ sẽ bén nhạy những cái cánh đó đó, chứ không phải bén nhạy cái câu A-di-đà Phật đâu. Cho nên mong chư vị phải thật khi hiểu đạo và hiểu cho rõ, thấu lý thấu tình, thì chúng ta mới thấy là khi đã lâm chung rơi vào cái chuyện mà khổ nạn rồi, thì thực sự tìm một người bén nhạy với câu A-di-đà Phật không phải đơn giản. Tại vì sự hung tu của họ nó lệch đi con đường đó, họ bén nhạy con đường khác, cho phải bén nhạy con đường niệm Phật cầu nguyện vãng sanh để họ đi vãng sanh. Chư vị có đồng ý không? Nhớ cho kỹ điểm này, chứ không phải dễ dàng mà nói là đi cầu siêu một cái hay là nói một cái là người ta vãng sanh, không có đâu. Do cái huân tu của họ, lúc đó cái nghiệp nào lớn nhất nó bén nhạy với cái nghiệp đó, họ bén nhạy với cái nghiệp đó, tức là nghiệp đó dẫn đi đấy, đúng không chư vị? Ngài Vĩnh Minh Dương Thọ là một vị thiền sư đã minh tâm kiến tánh, mà ngài nói như thế này: khi mà lâm chung đó, nghĩa là người ta ngài cũng nói là 10 người tu 9 người lạc, 9 người lạc khi mà buông bao thân ra đi, chứ còn một cái chao đảo thôi, âm cảnh hiện tiền liền. Tại sao âm cảnh hiện tiền? Mà một người mà đi cái tình trạng đó mà ngài cũng nói như vậy để cảnh cáo chúng ta, tức là đúng ra các ngài biến là bén nhạy với cảnh an tịnh chứ, mà thực ra lúc đó là thân thể đau nhức vạn sự ứng hiện, không phải đơn giản để mà người ta bén nhạy con đường giải thoát. Ngài còn nhắc nhớ cái câu đó nữa, huống chi là chúng ta không, một người không tu làm sao mà bén nhạy với con đường tu trong lúc người ta đã lâm nạn, hiểu không chư vị? Thì nhớ cho kỹ điểm này để chúng ta giải cho nó rõ, cho đừng nên sơ suất mà nhiều khi mình cứ nằm đó chờ cho đến lúc lâm chung kêu ba ngộ niệm, không ai có thể dám mạnh dạn nhận đâu, thì chúng ta đừng có trách. Cho nên ráng mà tu lấy nha chư vị nha, để mà có cái duyên mình được hộ niệm vãng sanh, chịu không? A Di Đà Phật.